chiếc thuyền bị đóng nè, hiện tại giờ đang có còn tre, có chiếc thuyền đang bị chìm. Tàu Thanh Tú đang hỗ trợ cứu, anh em bộ đội đang hỗ trợ cứu. Đây là hòn tre, tàu dân đánh cá ra biển bị chìm. Áo chìm giữa biển tôi nghiệp. Quay mũi lên, quay mũi coi. Ông đi có ông đi có mình nữa hả? Chiếc tàu đã bị chìm.